đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phim xa hoa, đừng dẻo đến tôi là kẻ bán tình. Làm sao ở đây biết chuyện ai thật ai ngây để còn biết mà yêu. Lòng người đôi chân thay đen, vì sao em lại làm biết đã tình. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị em đã đến đội review của Lò Kéo chúng tôi. Thì hôm nay shop Lò Kéo bên mình là sẽ với nhập một sản phẩm, đó là dòng thương hiệu của Sansui. Thì Sansui này có thương hiệu rất lâu, từ dòng 3 tấc, 4 tấc, và hôm nay là Sansui vừa cho ra mắt một sản phẩm là model là 991A cho tất cả các anh chị em. Thì gồm model của con 991A này thì sở hữu với 3 đường tiếng, đó là một bass 4 tấc, một bass 5 tấc, một lo chung và một lo chép. Chép này là chép 450 nha mọi người, đó chép vang, chép còi, quýnh là rất ấm luôn. Thì thiết kế của con Sansui này 991A này là có một màn lưới chống bụi bên trong và màn lưới kim loại ở ngoài nha mọi người. Chất liệu của con Sansui thì thiết kế nó là bằng gỗ sơn. Đó. Thì phụ kiện nó bao gồm là một hộp đựng micro nè, hai pin nha mọi người. Đó, có cái phần này là hai kim loại. Đây là cái micro là được khắc chữ Sansui ở trên micro luôn. Thì phụ kiện nó bao gồm là như là chống lăn của đuôi micro nè, giữa micro và đầu lọc của micro, và một tặng kèm một cái điều mod nha mọi người. Là trên đầu của con Sansui là có hai chỗ cắm micro cho tất cả anh chị em, là khi mà mình dịch chuyển á, mình bỏ micro lên không bị lăn, và có một tay kéo về sau nha mọi người. Với phần bộ mạch của con Sansui 991A này thì gồm có là 10 nút chỉnh nha mọi người. Đó, tất cả là 10 nút chỉnh bằng kim loại. Thì tất cả anh chị em thì có thể là xem con này có thể đánh bại 9898 Pro không nha. Đó, tất cả anh chị em có thể là xem bộ mạch ở ngay góc màn hình. Ở tất cả anh chị em thấy rõ không ạ? Ở 9898 Pro thì chỉ là gồm có 9 nút chỉnh bằng nhựa, còn hả con Sansui 991A này thì gồm 10 nút chỉnh đúng nha mọi người. Đó là coi như là volume tổng nè, bass nè, chép, guitar, âm lượng của micro, mid chép, mid bass, mid chép, echo, delay và deep beat. Con này là có 4 lỗ cắm nhạc cụ như guitar 1, guitar 2, mid 1, mid 2, âm thanh đầu vào và âm thanh đầu ra của lô kéo khác. Và con này có thể là xài điện hai chiều nha mọi người. Đó, DC là mình đang xài chế độ điện bình, còn AC tất cả anh em gặp ở đây xài chế độ điện trực tiếp. Thì cái này là phần bò tải nhiệt khi bộ mạch bị nóng và cổng đấu bình 12V, ba đèn báo hiệu bình USB thẻ nhớ, màn hình hiển thị Bluetooth. Bây giờ mình sẽ test chất lượng âm thanh của con Sansui 991A này cho tất cả các anh chị em xem. Thì con này cũng mình đánh giá là có thể là mạnh hơn cái dòng 9898 Pro nha mọi người. Đó, cũng tầm giá hơn mấy trăm ngàn thôi. Vâng, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành hát karaoke một bài hát cho tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta nghe xem về cái chất âm nó như thế nào khi hát karaoke chị ha. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một bài hát được mang tên Cầm Bẫy Tình Yêu. Allez, allez, 1, 2. Allez.
Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cầm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng dẻo đến tội là kẻ bạc tình. Làm sao ở đây biết trước ai thật ai hay, để còn biết mà yêu. Lòng người đôi chân thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã quên. Lao vào trò vui thế gian, giống như con ông vàng tình yêu từng ngày mất ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi, về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã tròn trái có chưa. Vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng dẻo đến tội làm kẻ bán tình. Làm sao ở đây biết chân ai thật anh ấy, để còn biết mà yêu. Lòng người đôi chân thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã quên. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vẫn tình yêu tình ai mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng tình yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng gây. Quay về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Alex, 1, 2. Vâng, thưa tất cả anh chị và các bạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke thực tế nhất cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta xem và cảm nhận về cái dòng sản phẩm, đó chính là Sansui 991A này. Thì anh chị chúng ta nghe về cái chất âm nó như thế nào, hát karaoke hay không, thì cảm nhận riêng của mỗi người anh chị ha. Thì với dòng sản phẩm này công suất rất là lớn, thì anh chị có thể là so sánh nó với lại cái dòng sản phẩm loa kéo 5 tấc khác thì nó sẽ vượt trội hơn so với lại dòng Boss DK9898 anh chị ha. Và với thiết kế cũng khá là đẹp, thì anh chị chúng ta cân nhắc xem với tầm giá là 8 triệu thôi, thì anh chị chúng ta xem coi đây có đúng là cái dòng sản phẩm mà chúng ta đang lựa chọn trong những dịp lễ 30 tháng 4 này hay không. Thì xin nhắc lại, thì 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chúng tôi cũng có kèm tặng thêm những cái quà tặng cho anh chị, đó chính là một bộ sản phẩm như thế này anh chị ha. Và anh chị mà mua hàng của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này, cũng như là bên dưới phần mô tả chúng tôi cũng có để lại những cái thông tin chi tiết kỹ thuật về dòng sản phẩm, đó chính là Sansui 991A này anh chị ha. Cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi, và sản phẩm này của chúng tôi sẽ được cung cấp hàng trên toàn quốc. Thì anh chị chúng ta chỉ việc nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho anh chị những cái dòng sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của mình nhất anh chị ha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm video khác rất là nhiều, thì anh chị chúng ta xem vào những cái video mà chúng tôi bỏ ở bên dưới cái đường link này, anh chị bấm vào đó và xem những cái video khác ha. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu thấy video này của chúng tôi hay và hữu ích thì anh chị có thể là đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.